Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, Thuyết vừa nhận được một lá thư. Trong lá thư này thì có một bài thơ tình. Vâng, cái tác giả mà gửi lá thư cho Thuyết chính là một bạn tên là Thúy Nga. Không biết bạn ấy đến từ đâu và trong lá thư ngắn ngủi này thì bạn ấy gửi cho chúng ta một bài thơ tình. Có thể qua cái lá thư thì Thuyết cảm nhận được rằng bạn ấy là một bạn nữ và đang trong cái tuổi đang yêu. Bạn ấy không nhắc tới ai, chỉ có không nhắc tới ai trong câu chuyện tình đang diễn ra ở xứ sở La Phong, ngoài hai nhân vật tên là thầy giáo Tân và Hà Đông. Vâng, các bạn biết đó, đã có một vài lời đồn đại nói rằng Hà Đông chính là yêu thầy giáo Tân. Và ngược lại, thầy giáo Tân có yêu Hà Đông hay không thì vẫn đang là một dấu chấm hỏi. Thì khi mà đọc lá thơ và cái bài thơ tình của bạn Thúy Nga thì Thuyết lại nhớ đến cách đây 2 ngày. Chính Đông Nhi đã gọi điện cho Thuyết nói về cái câu chuyện của Hà Đông và thầy giáo Tân. Tuy nhiên Thuyết bỏ quên vấn đề đó là một. Cái thứ hai là Thuyết cũng chưa khẳng định được hai, cho nên là Thuyết chưa chia sẻ vội. Nhưng đến hôm nay khi mà nhận được lá thư này thì Thuyết đã quyết định là chia sẻ cái điều mà cách đây 2 ngày Đông Nhi đã gọi điện cho Thuyết. Theo cái cuộc điện thoại của Đông Nhi diễn ra vào tối ngày hôm kia thì Đông Nhi có nói rằng trong buổi tối ngày hôm kia và trước đó nữa thì Đông Nhi có đi tập thể dục á, thì thường thường buổi tối là Đông Nhi hay chạy bộ các bạn. Bởi vì thầy thuốc Đông Nhi sống ở Trung Quốc là sống ở một cái miền rừng núi, leo núi nó quen rồi và đến khi sống ở thành phố nó hơi bị khó chịu. Chính vì vậy mà Đông Nhi là phải đi bộ cho nó quen. Cái thứ hai thì các bạn nhìn đó, Đông Nhi là có một cái dáng người nó hơi bị không biết diễn tả như nào nhỉ, là hơi bị mập một chút đó, tức là cân vội mới được có khoảng 90 kg thôi, thành ra là Đông Nhi phải đi bộ để tránh cái trường hợp sợ bị béo phì. Thì trong cái đi bộ vào buổi tối ngày hôm kia thì Đông Nhi thấy trước mặt mình có một đôi trai gái chạy bộ các bạn, và thỉnh thoảng trong cái đường chạy bộ của họ thì họ lại nắm tay nhau và ngoảnh mặt sang nhau, vừa chạy bộ mà vừa có vẻ như tâm sự nói chuyện với nhau nữa. Thì Đông Nhi khi mà đứng từ đằng đi từ phía sau á, đi bộ thì nhìn thấy hai người chạy vụt qua và cảm giác rằng đúng hai người này mặc quần đùi áo cọc và trông rất giống thầy giáo Tân và Hà Đông. Hai người nói chuyện với nhau rất là tình tứ, chạy bộ các bạn. Thì lúc đó là Đông Nhi đã coi như là khi mà phát hiện ra tình thế đó thì đôi trai gái này đã chạy cách mặt khoảng 15 mét rồi. Đông Nhi lúc đó bắt đầu là đuổi theo. Tuy nhiên là với cái dáng vẻ là như là vịt bầu chạy lạch bà lạch bạch như vậy thì coi như Đông Nhi không thể nào đuổi kịp được đôi trai gái kia. Đến khi mà Đông không đuổi kịp được rồi thì đôi trai gái kia chạy quá tốc độ lên phía phía xa xa kia rồi, thì Đông Nhi lúc đó là gọi tên, gọi Hà Đông ơi, nhưng mà khổ mà nỗi là thở không ra hơi rồi thì tiếng gọi cũng không ra hơi các bạn. Chính vì vậy mà đôi trai gái kia không nghe tiếng, hoặc có thể họ không phải là Hà Đông và cũng không phải là thầy giáo Tân, trên là họ đã coi như là không biết là Đông Nhi đang gọi mình. Chính vì vậy mà Đông Nhi rất là bức xúc, nói rằng là em rất tiếc là không làm sao để mà đuổi kịp họ để xem có phải là đúng là coi như Hà Đông với thầy giáo Tân không. Thì ở đây Thuyết hỏi Đông Nhi là tại sao em phải kiểm chứng xem có đúng họ không vậy? Nếu đúng họ thì sao? Mà không đúng họ thì sao? Thì Đông Nhi nói rằng em cảm thấy trong chuyện này là em cảm thấy nó không có một gì không công bằng cho lắm. Thầy giáo Tân rất là trẻ, đẹp trai và ít tuổi hơn hơn Hà Đông 5 tuổi, mà bây giờ coi như là thầy giáo Tân lại đi Hà Đông, yêu Hà Đông. Nếu mà yêu tám trang thì em không nói làm gì, nó mới vừa đưa đôi phải nữa, hoặc là không thiếu gì những cái cô gái mà bây giờ đang du học ở tại đây, không thiếu gì gái cả mà thầy giáo Tân lại đi yêu coi như là Hà Đông thì già quá. Tức là Hà Đông năm nay là 38 tuổi, còn thầy giáo Tân là 33 tuổi. Thì Thuyết đã nói với Đông Nhi rằng sao em lạ thế nhỉ? Thế bây giờ coi như là nói như vậy thì coi như là Ngân với Hùng chênh nhau tận mấy chục tuổi thì sao? Bảo họ khác, họ coi như là có con với nhau rồi, còn bây giờ chưa có gì mới nhau thì coi như là phải chọn làm sao cho nó cân xứng. Và trong câu chuyện này thì Đông Nhi vẫn khẳng định rằng là Đông Nhi phải phục kích, có nghĩa là tối nào cũng sẽ phải phục kích xem đôi trai gái này chạy bộ ở cái đoạn đường đó thì để gặp làm xem có phải là Hà Đông với thầy giáo Tân không. Thuyết hỏi lại một câu rằng bây giờ cứ cho là em gặp được họ đi và đúng là Hà Đông với thầy giáo Tân đi thì em sẽ hỏi họ cái gì. Thì Đông Nhi ở đây nói rằng em chỉ nói rằng là anh Tuấn Tuấn đang đợi Hà Đông ở nhà đấy, thì để xem Hà Đông phản ứng như thế nào. Bởi vì ở đây là Đông Nhi nói rằng chính Tuấn và Hà Đông mới là một cặp với nhau. Trước kia ở Việt Nam đã viết rằng nói rằng yêu người ta rồi mà đến bây giờ lại bỏ người ta để đi yêu một người khác là như thế nào.
Ồ thì Thuyết cũng hỏi lại rồi. Ồ thế tại sao ngày xưa ở bên Trung Quốc là Đông Nhi viết coi như là làm một lá thư anh vẫn giữ thế này. Đông Nhi viết rằng là coi như yêu anh nhiều lắm mà cả cuộc đời này mà không lấy được anh thì Đông Nhi sẽ làm thế nọ làm thế kia. Thế vậy tại sao bây giờ lại coi như Đông Nhi lại bỏ đi với một người khác là thế nào? Đông Nhi lúc đấy rất tức tức giận bảo là anh bảo là em bỏ đi với người khác, em bỏ đi với ai? Anh nói như vậy, nếu mà anh không có chị Võ Ái Khanh xem, em sẽ theo đuổi anh đến cùng. À, bảo thế sao anh nghe nói rằng là em cả cái người giúp việc của bác sĩ Trần đó là vẫn coi như là đi đi lại với nhau đều đều. Khi mà nghe Thuyết nói đưa trúng tù rồi, lúc đấy Đông Nhi nói là ai nói chuyện với anh như vậy, ai nói rằng là anh cả em cả ông ấy yêu nhau, bảo đây anh lạ gì, đồn tiếng của thiên hạ coi như là đôi khi là chính người trong cuộc chưa biết nhưng người ngoài ngõ đã thông rồi nhá, anh nghe tới chuyện coi như là ông ấy suốt ngày coi như là đến nhà em. Thì đúng là câu chuyện này Đông Nhi đã thổ lộ thật, bởi vì Thuyết đã từng nghe rằng là cái người giúp việc của bác sĩ Trần, cái ông lái xe đó là đã đến nhà Đông Nhi rất nhiều lần và cứ ngồi trồng cây si trước cửa nhà nhà Đông Nhi. Thì trong khi đó thì mẹ của Đông Nhi là rất là ok, mẹ Đông Nhi không biết nói tiếng Việt các bạn. À quên, mình xin lỗi, mẹ Đông Nhi rất giỏi tiếng Tàu các bạn ạ, bởi vì ông người Trung Quốc này là giúp việc bác sĩ Trần này là không biết tiếng Việt, cho nên là hai người nói chuyện thì rất thích và cảm thấy là hoàn toàn hợp lý. Thì chính mẹ của Đông Nhi là rất là ok, nhưng Đông Nhi thì lại tuyên bố rằng là em không bao giờ lấy chồng Trung Quốc nữa, bởi vì lấy chồng Trung Quốc coi như là nó theo như cách của Đông Nhi nói đó, nó không thích bằng người Việt Nam. Người ta sống rất là căn ke chứ người ta không thoáng đãng như người là người Việt. Trong cái câu chuyện này thì Đông Nhi cứ xoáy hỏi tại sao mà Thuyết lại biết được cái chuyện đó. Thì thật sự ở đây là Thuyết đã nói dối Đông Nhi rằng là chính coi như là cái ông giúp việc của bác sĩ Trần đã thổ lộ với Thuyết và nói rằng là Thuyết giúp đỡ Đông Nhi đến với ông ấy. Thì Đông Nhi cũng tin và Đông Nhi hỏi là thế tại sao mà coi như là ông ấy lại nhờ anh là thế nào. Ở đây Thuyết nói rất đơn giản, bởi vì Thuyết đã từng coi như là tiếp xúc với Đông Nhi và hầu như là Thuyết nói cái gì thì Đông Nhi đều nghe, chính vì vậy mà ông ấy nhờ Thuyết. Lúc này thì Đông Nhi đã không giấu được nữa rồi, thì Đông Nhi nói rằng, nói thật với anh rằng cái mẫu người đó là em không thể lấy được, ông ấy có vợ có con và năm nào cũng vậy, khi mà được tiền lương của bác sĩ Trần trả xong á, một năm là lúc đấy ông gom hết cả tiền lương ông mang về cho vợ con ở bên Trung Quốc, sau đó ông lại quay sang bên này, tức là ông làm được bao nhiêu ông mang hết về bên Trung Quốc, bây giờ lấy ông ấy thì coi như là em hầu ông à. Cách đây mấy hôm em bảo ông ấy là bây giờ anh ở đây lâu rồi thì coi như là bây giờ em muốn thuê một cái chỗ để mà như là một cái nhà đó, một cái nhà để coi như là mở một cái võ quán để coi như là anh đứng tên ra, bởi vì chính ông này có quốc tịch ở đây rồi đó, còn là Đông Đông Nhi thì làm gì mới đến, làm gì có giấy tờ, cho nên là muốn đi thuê một chỗ nào đó thì phải có một người đứng tên ra. Thì ở đây Đông Nhi đã nói với cái người đàn ông này, nhưng mà cái ông này thì nói rằng là bao nhiêu tiền thì mang về Trung Quốc hết rồi, không có tiền, để đến bây giờ ông mới bắt đầu tiết kiệm lại. Khi nghe tới cái chuyện mà Đông Nhi muốn mở cái võ quán, đây là cái sở thích của Đông Nhi. Các bạn biết đó, tức là Đông Nhi là cái người mà nó có hai cái mặt. Mặt thứ nhất là cô gái này, người đàn bà này, tức là chuyên về hái thuốc là theo nghề của cha của mình, và cái thứ hai là nghề võ nữa. Thì ở đây là Đông Nhi vẫn mơ ước rằng là một là mở cái phát triển về cái nghề thuốc, ở đây là đi hái thuốc và sau đó là bán, ví dụ vừa chữa bệnh vừa bán với cái giá thật rẻ thôi. Hai là mở một cái võ quán, thì trong khi đó thì mở một võ quán ở đây phải mất rất nhiều tiền, cái tiền thuê ở đây mà một cái mặt bằng để một một cái phòng rộng để mở thì coi như nó rất là nhiều tiền. Và chính như vậy mà Đông Nhi đang gặp cái khó trong cái công việc này. Thì ở đây thì coi như Thuyết đã nói rằng là tại sao mà không nhờ bác sĩ Trần, thì Đông Nhi nói rằng là cái việc gì bác sĩ đã đưa sang tận đây bao nhiêu tiền của rồi, coi như là không coi như là trả được bác ấy thì thôi, còn bây giờ lại còn bảo nhờ bác làm sao được. Vâng, các bạn biết không, mở một cái võ quán bên này không hề đơn giản chút nào. Thứ nhất là Đông Nhi là không có cái bằng cấp, bởi vì sao, bởi vì khi người ta muốn mở một cái võ quán người ta phải có cái bằng cấp, là ví dụ như bạn nấu ăn cũng vậy thì bạn phải có cái bằng cấp hẳn hoi để chứng thực cho nhà nước là tôi có bằng cấp như thế này
Đó, và khi đăng ký các bạn phải nộp cái bằng đó ra. Cũng như Đông Nhi bây giờ giỏi võ mà muốn mở, chẳng hạn như là một võ sư muốn mở ra một cái võ quán thì bạn phải có một cái bằng cấp là võ sư của do coi như là của người ta cấp. Ví dụ của đất nước Trung Quốc cấp thì bây giờ phải chuyển sang bên này, bạn phải đi thi xong là cái ở bên chính phủ Canada này họ cấp lại cho bạn nếu mà đạt yêu cầu. Chứ thì bây giờ Đông Nhi là làm gì có cái giấy tờ gì đầy đủ trong cái chuyện đó đâu. Nhưng mà Đông Nhi lại không hiểu cái thủ tục. Chính cái người đàn ông mà giúp việc cho bác sĩ Trần đã hiểu cái thủ tục cho anh nghĩ rằng là rất là khó. Đấy. Cho nên ở đây là ông ấy không muốn Đông Nhi là theo cái vấn đề đó. Mà chỉ muốn Đông Nhi là theo đuổi cái vấn đề là để làm cái nghề thầy thuốc chữa bệnh thôi. Cho nên là trong câu chuyện này Thuyết có nói trong một cái câu mà khiến Đông Nhi rất là bực tức. Mà cái người đàn ông kia đã nói với Thuyết: "Vâng, Thuyết xin giới thiệu bây giờ cứ gọi cái người giúp việc của bác sĩ Trần. Ông ấy là họ gì đến bây giờ Thuyết không biết nhưng người ta vẫn gọi là Ly. Ly ở đây là hình như là tên thì phải. Thì chúng ta cứ gọi là Ly." Và ở đây thì coi như là Thuyết đã nói với Đông Nhi là ông Ly á, ông bảo là bảo Đông Nhi á là phao câu nó nặng quá như vậy thì làm sao mà có thể dạy võ cho học sinh được. Thì khi nghe cái câu này Đông Nhi rất là tức, vòng mồm trợn má này các bạn. Bảo là ai nói rằng coi như phao câu của em nặng thì em không dạy võ được. Vâng, và Đông Nhi nói một tràng gian đại hài kể về cái tiểu sử của ông Hồng Kim Bảo. Vâng, các bạn biết là các bạn nếu hay xem phim Trung Quốc Hồng Kông thì có một cái võ sư gọi là Hồng Kim Bảo đó, hay đóng xã hội đen mà ông ấy béo mập đúng không? Béo rất là béo, béo mập bên này này, khoảng một tạ mấy này. Nhưng mà ông oánh coi như là cực kỳ giỏi võ đúng không các bạn? Chứ Đông Nhi đã ví mình như là võ sư coi như là Hồng Kim Bảo đó và nói rằng là chính cái ông Ly kia là nói xấu. Chứ còn thì bây giờ kể cả bây giờ có 5-7 người vào đây là Đông Nhi cũng quật ngã hết mà Đông Nhi không bị gì cả. Và khi mà nghe cái câu chuyện mà ông Ly là chê chê Đông Nhi phao câu lặng phao câu ấy, thì Đông Nhi rất là bức xúc. Thì trong chuyện này Thuyết đã nhận lỗi rằng là ô đây là Thuyết tự nói đấy chứ không phải là coi như là ông Ly ông nói đâu, để cho Đông Nhi coi như là giảm bớt cơn nóng lên. Vâng, thưa quý vị, thực sự ra cách đây ít hôm là Thuyết cũng đã nghe cái câu chuyện của Đông Nhi với người đàn ông tức là giúp việc của bác sĩ Trần tên là ông Ly đó, thì Thuyết cũng thấy là rất là ok, bởi ông đó thì theo như Thuyết biết đâu khoảng 66-67 tuổi, có nghĩa là nếu mà thật sự mà Đông Nhi có cảm tình với người đàn ông ấy thì Thuyết cũng cảm thấy nó rất là ok. Bởi vì sao? Bởi vì họ người đàn ông đó cũng ít nói giống như bác sĩ Trần vậy và rất là trung thành. Các bạn thấy xem những cái cuộc mà ví dụ bác sĩ Trần gặp một cái công việc gì đó khó khăn thì người đàn ông này sẵn sàng hy sinh cho chủ nhân của mình. Ông ấy lái xe, ông ấy làm tất cả mọi thứ. Các bạn biết ở trong thời gian mà bác sĩ Trần ở trên thác nước Niagara, ông ấy không rời nửa bước. Ngay cả tất cả công to việc lớn hầu như là chính người đàn ông này đã đứng đằng sau, coi như là các bạn hình dung ra không khác gì Nguyệt với lại cô Ngân vậy, tức là Nguyệt trung thành với Ngân như thế nào thì chính cái người đàn ông tên là Ly này cũng trung thành với bác sĩ Trần như vậy. Mình cảm giác rằng nhìn cái khuôn mặt của người đàn ông đó đó như là chính cái tức là mình không biết diễn tả thế nào, tức là nó có những cái nét rất là đàn ông và cứng cáp, tức là người ta đã trải qua rất nhiều phong gió bụi trần rồi đó. Thì những người đàn ông đó thì là cái mẫu người đàn ông đó thì sẽ đem đến hạnh phúc được rất là nhiều nếu mà người ta có vợ có con. Và chính người vợ con mà Đông Nhi nói ở Trung Quốc đó của ông ấy chính là một cái mẫu, đúng không ạ? Ông ấy làm được bao nhiêu gom hết tiền cho vợ con của mình thì nó quá tuyệt vời. Còn nếu bây giờ chẳng hạn như với Đông Nhi thì ông có thể làm lại. Thì trong câu chuyện này Thuyết cũng không biết nói thế nào. Nếu thật sự mà Đông Nhi đồng ý với người đàn ông tên là Ly thì mình cũng cảm thấy chúc phúc cho họ mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ Thuyết sẽ xin đọc cái lá thư của một bạn tên là Thúy Thúy Nga gửi cho Thuyết. Một khán thính giả tên là Thúy Nga đã có mong muốn cho một nhân vật trong câu chuyện tình này như sau. Anh Thuyết ơi, em là một người có cảm nhận tình cảm trong cuộc đời rất chính xác. Khi Hà Đông nói rằng đã có người yêu, em đã nghĩ người yêu của Hà Đông chính là thầy giáo Tân anh ạ. À, đôi trai tài gái sắc này có rất nhiều sự đồng cảm với nhau, họ đều là những người chân thành luôn nhiệt tình giúp đỡ những người chung quanh. Hà Đông hơn thầy giáo Tân 5 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài qua bức ảnh của cô ấy, em thấy Hà Đông rất trẻ trung và xinh đẹp. Thầy giáo Tân tuy ít tuổi hơn Hà Đông nhưng trông cậu ấy lại rất chững chạc. Có thể họ mới ngỏ lời yêu và đang dành thời gian để tìm hiểu với nhau, nên họ chưa thể công khai mối quan hệ này.
Khi Nan hỏi anh Thuyết có biết người yêu của Hà Đông là ai không, cô ấy chỉ tủm tỉm cười. Như thế thôi cũng đủ thấy rằng Hà Đông đang rất hạnh phúc trong tình yêu của mình anh ạ. Tình yêu là một thứ gì đó tình cảm thiêng liêng và kỳ diệu. Nó đưa hai người xa lạ trở nên gần gũi, thân thiết và hiểu nhau hơn. Tình yêu thật đơn giản và bình dị, đôi khi chỉ là cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống, hay chỉ là đi dạo cùng nhau, ngồi bên nhau cùng nhìn về một hướng. Em rất thích bài thơ Cảm ơn đời của tác giả Tuyết Vân. Vâng, và chính bạn Thúy Nga đã viết gửi cho chúng ta bài thơ Cảm ơn đời. Cảm ơn đời mang đến bên em, cho em thấy được ngọt ngào hạnh phúc, được bên anh trong từng giờ từng phút, tim rộn ràng theo tiếng gọi tình yêu. Chút nhớ nhung em gửi gắm bao điều, những lời hứa cho mối tình trọn vẹn, tỏa hương sắc cùng bao lời ước hẹn, khi xa rồi lòng trống vắng mênh mông. Đã yêu rồi anh có nhận thấy không, một nỗi nhớ cồn cào dâng trong dạ, khúc tình mộng đang ngân lên rộn rã, để nhớ hoài vòng tay ấm đê mê. Bao yêu thương từng đêm cứ hiện về, cứ lặng lẽ theo em vào giấc ngủ, làm mối thắm vẫn còn luôn ấp ủ, nụ hôn nồng mà anh đã từng trao. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bạn Thúy Nga đã gửi cho chúng ta một lá thư và một bài thơ. Đó là cái sự linh cảm của bạn ấy, một cái linh cảm trong tình yêu. Mình nghĩ rằng tất cả những người đang yêu họ đều có những cái linh cảm, và cái linh cảm đó đa phần là chính xác các bạn. Trong câu chuyện này, như các bạn biết, chính Đông Nhi lại muốn thầy giáo Tân đến với Tám Trang hơn. Có lẽ theo thuyết nghĩ rằng chính trước khi mà cha của thầy giáo Tân qua đời đã căn dặn thầy giáo Tân là lên lấy Tám Trang, và có thể câu nói này đã khiến chính Đông Nhi cũng bị ám ảnh. Bởi vì những người có tuổi thường thường họ hay muốn những cái người đi sau ấy, ví dụ như là lời cha dặn trước khi chăng chối, trước lúc ra đi như vậy, thì những đứa con của mình thì lên thực hiện theo lời của cha mẹ. Thì Đông Nhi có thể cũng bị ảnh hưởng về cái sự đó. Theo thuyết nghĩ là như vậy. Bởi vì trong cái vấn đề khi thầy giáo Tân đến với Tam Trang chỉ là vấn đề trả nợ, tức là ở đây gọi là, thuyết không biết gọi là trả nợ cái gì, nhưng mà lương tâm của thầy giáo Tân bị cắn rứt. Bởi vì chính thầy giáo Tân nghĩ rằng cái căn bệnh trầm cảm của Tam Trang chính là do thầy giáo Tân đem lại, một phần lớn do thầy giáo Tân đem lại, cho nên là thầy giáo Tân muốn chữa bệnh cho Tám Trang mà thôi. Đó không phải là một cái tình yêu, mà chỉ là một cái sự trả nợ trong cái duyên kiếp của cuộc đời. Cũng liên quan tới câu chuyện của thầy giáo Tân, thì theo như thuyết biết thì thầy giáo Tân đã thông báo cho sinh viên Hùng, bây giờ Hùng có thể đi làm bất cứ lúc nào, bởi vì cái công ty của bạn thầy giáo Tân, cái ông giám đốc đó đã nói là Hùng có thể đi làm bất cứ lúc nào. Trong khi đó các bạn biết rằng hiện tại là Hùng đang có cái giấy chứng nhận tạm thời thôi, là đỗ bằng cử nhân thôi, trong khoảng 1-2 tuần nữa gì đó thì cậu ta mới nhận cái bằng chính thức. Thì ở đây công ty của bạn thầy giáo Tân đã ok với sinh viên Hùng rồi. Nhưng các bạn biết đó, hiện nay thì sinh viên Hùng đang rất là lấn bấn trong cái câu chuyện đứa con của mình có phải là cháo đổi hoặc có thể bị nhầm lẫn hay không, cho nên là cậu ta vẫn chưa thể đi làm được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện tình đang diễn ra xứ sở La Phong, trước đây thì Thuyết thấy rằng câu chuyện tình này nó đẹp như mơ khi mà tình yêu của sinh viên Hùng với Tám Trang, đúng không ạ? Một câu chuyện tình rất là đẹp và lãng mạn nữa. Thì trong khi đó thì khi mà cái câu chuyện nó vỡ lở ra, mà khi Ngân mang bầu thì nó lại chuyển sang một khía cạnh khác. Bởi vì nếu Ngân là một người phụ nữ bình thường không có tiền bạc thì câu chuyện này nó cũng ở cái góc độ nó khác hoàn toàn. Có nghĩa là người ta chỉ nói đó là một cái câu chuyện tình thôi, và đây nó mang một cái tính chất gì đó nó hơi đặc biệt. Bởi vì người phụ nữ đó là nhiều hơn Hùng tận mấy chục tuổi, đúng không ạ? Nhưng đến khi mà mọi người biết rằng Ngân có một số tài sản nó lớn như vậy thì câu chuyện tình lại chuyển sang một khía cạnh nó mang về cái tính chất về tiền bạc. Mà khi đã dính đến tiền bạc thì nó có rất nhiều những cái vấn đề khác nhau. Thì ở đây cũng trong câu chuyện tình này thì một bạn tên là Tuyên Phạm đã nói rằng Thuyết đã có rất nhiều cái ý mà muốn bênh vực bác sĩ Trần, và những cái lời comment của một số bạn mà không bênh vực bác sĩ Trần thì chính Thuyết là người không muốn đọc những cái lời bình luận đó lên. Thì ở trong câu chuyện này, Thuyết xin trả lời bạn Phạm Tuyên như thế này. Thuyết luôn luôn ủng hộ tất cả những cái lá thư, những cái lời bình luận của quý khán thính giả, bất kể các bạn đứng về phía nào. Thuyết không có quyền là bênh ai hoặc là không có quyền là thiên vị ai hết. Nhưng tại sao, ví dụ như tại sao một số bình luận Thuyết không đọc? Bởi vì chẳng hạn như là
trong cái số bình luận của các bạn nhé, là có đến ví dụ như 10 bình luận chẳng hạn, thì cả 10 bình luận đều phản đối bác sĩ Trần, thì Thuyết chỉ coi như lấy chỉ coi như là lấy đại diện một hai lời bình luận thôi, bởi vì đọc cả lời cả 10 bình luận lên thì làm sao mà đủ thời gian. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tất cả nội dung nó đều giống nhau thì mình chỉ đọc từ một đến hai cái thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là Thuyết không đọc. Cho nên là cái chuyện bình luận của các bạn không phải là vì không bênh vực bác sĩ Trần mà Thuyết không đọc, hoàn toàn không phải vì lý do đó. Thuyết chẳng có gì bênh vực bác sĩ Trần cả. Bác sĩ Trần sai là Thuyết phản đối rầm rầm, đúng không ạ? Bác sĩ Trần cứ làm cái gì sai thì Thuyết phản đối. Nhưng cái điều gì bác sĩ Trần làm chính xác thì mình phải ca ngợi. Điều đó là điều đương nhiên. Các bạn cứ đặt mình vào hoàn cảnh người ta thì các bạn sẽ hiểu điều đó. Bạn Phạm Tuyên nói như vậy là hoàn toàn sai. Chẳng hạn ở đây nhé, Thuyết nói ví dụ. Chẳng hạn như lá thư của chị Jolie Chu hoàn toàn không một chút nào ủng hộ bác sĩ Trần. Và còn nói thẳng ra là nếu bác sĩ Trần phạm vào trong vấn đề mà tráo đổi đứa con của Hùng với Ngân thì coi như là sẽ phải đối mặt với luật pháp, sẽ báo cảnh sát và bắt bác sĩ Trần vào tù. Tuy nhiên lá thư đó Thuyết vẫn đọc và đọc nhiệt tình. Trong khi đó những lá thư của bạn Chất Nguyễn các bạn nhớ không, là phản đối bác sĩ Trần coi như là từ đầu đến cuối, và coi như là có thể là dùng cả những cái từ ngữ nó quá mạnh mẽ nữa, nhưng mà Thuyết vẫn đọc thôi. Trên là bạn Phạm Tuyên nói rằng những cái lá thư và không ủng hộ bác sĩ Trần là Thuyết không đọc là bạn hoàn toàn sai. Thuyết vẫn đọc bình thường nhé các bạn. Có nghĩa là Thuyết không đứng về bất không thiên vị bất cứ một ai. Mình ở giữa trung gian, mình chỉ đọc những lời bình luận đó và có thể phân tích một số để cho quý khán thính giả hiểu thêm thôi, chứ mình không nghiêng ngả về bất cứ ai cả. Các bạn thấy rằng trong mấy ngày vừa qua thì có đến 95% quý khán thính giả coi như là đã đang từ ủng hộ bác sĩ Trần thì đã quay sang phản đối bác sĩ Trần dữ dội, đúng không ạ? Thì 95% số đó thì làm sao Thuyết đọc hết được, đúng không ạ? Mà chỉ có 5% là vẫn ủng hộ bác sĩ thôi, thì coi như mình phải lấy đại diện một hai lời bình luận nó là ủng hộ bác sĩ Trần, và một hai lời bình luận là bác bỏ những cái điều của bác sĩ Trần là không tốt. Vâng, chẳng hạn như lời bình luận hôm nay của bạn Phạm Tuyên dài như một lá thư, Thuyết sẽ xin đọc. Và đây là một cái lá thư, và trong câu chuyện này thì chính bạn cũng là phản đối bác sĩ Trần. Xin chào anh Thuyết và cộng đồng mạng. Xin chúc anh và các cháu luôn dồi dào sức khỏe bình an. Đáng lý em không muốn viết comment về chuyện tình của Hùng và Ngân và các nhân vật khác nữa. Nhưng vì chuyện tình này nó đã không còn là chuyện tình đẹp nữa mà đã chuyển sang một câu chuyện khác rồi. Em biết nếu như em và một số người khác comment mà không ủng hộ bác sĩ Trần thì chính anh Thuyết cũng không thích đọc những comment đó. Có khi anh còn nêu tên chỉ trích người đó sao nói xấu bác sĩ Trần. Ngay từ đầu em và một số cộng đồng mạng đã không tin tưởng và có nhiều điều nghi vấn ông Trần lắm mưu mô, nhiều trò để đạt được mục đích chính là làm sao lấy được Ngân. Miệng ông ấy nói là đến với Ngân là vì tình yêu, nhưng thực tế là hoàn toàn vì số tài sản của Ngân mà ai ai cũng đều nhìn nhận ra. Trước đây em có comment về chuyện của Quân, tại sao sau khi Quân gặp bác sĩ Trần thì lại đột ngột ra đi vĩnh viễn với lý do là bị đột quỵ. Khi mọi người nghe được tin này thì rất có nhiều người đưa ra nhiều bình luận, nhưng anh Thuyết không thích nghe ai nghi ngờ ông Trần như thế. Thế là mọi chuyện cũng không ai đề cập đến nữa và cái chết của Quân xem như là bị đột quỵ. Sau khi Quân chết thì bây giờ mọi người đã hiểu ra được chút ít ông ấy là cưỡng bức Hoa ngủ với ông ấy hàng đêm. Sao không ai dám tố cáo ông ấy với luật pháp để bảo vệ Phạm Hoa vậy? Bây giờ mọi chuyện xảy ra quá nhiều và cũng cùng một lúc thì đột nhiên ông Trần muốn quay đầu nhận lại đứa con Trần Trân mà ông ấy đã bỏ rơi hơn 41 năm qua. Mà mọi người cứ nghĩ là ông ấy quay đầu là tốt rồi. Sao mọi người không thử đặt ra câu hỏi là tại sao ông ấy trước đây không nhận con trai mà chỉ nhận là con nuôi? Nay mọi chuyện đang dần hé lộ nhiều bí mật đen tối và ông ấy có lẽ đang sợ pháp luật sắp sờ gáy ông ta. Thì ông ấy có còn cơ hội để nhận con trai Trần Chân nữa không? Em có ba giả thuyết, nếu như mà có ai đó đứng ra tố cáo ông Trần thì có lẽ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ sớm thôi. Một là nếu qua thật chính ông ấy là chủ mưu tráo đổi con trai của Hùng và Ngân. Thứ hai là nếu Phạm Hoa ở gia đình của Phạm Hoa dám đứng ra tố cáo ông ấy, cái
tội cưỡng dâm và cưỡng bức Hoa nhiều lần. Thứ ba, rất có thể cái chết của Quân có bàn tay nhúng chàm của ông ấy. Nhưng vào chất hóa học ở không mùi không vị nên không ai có thể tìm ra được manh mối gì. Và chính ông ta đã ra tay nghĩ hiệp lo mai táng và thiêu xác Quân một cách nhanh chóng để không lộ ra bất cứ điều gì. Và nhiều bằng chứng khác thì sao? Nên bây giờ mọi chuyện không như ông ấy sắp đặt, và có thể ông trời đã nhìn thấu được lòng người nên đã giúp làm mọi chuyện được sáng tỏ hơn. Mặc dù vẫn cần thêm thời gian, nhưng có lẽ ông ta đang rất sợ bà Yến sẽ ra tay giúp đỡ Hùng và Ngân tìm ra nhiều mấu chốt khác, thì lúc đó ông ấy vô phương cứu vãn thì sẽ sớm muộn gì pháp luật cũng vào cuộc. Cho nên ông ấy đã quay đầu 360 độ, đã đến Trần Chân là con để được gần gũi bù đắp cho Trần Chân ít nhiều sự mất mát thiếu thốn tình yêu thương của người cha vô trách nhiệm như ông. Vì ông ấy sợ không còn đủ có cơ hội để làm được những việc đó như những người cha đã làm. Nếu như lai mai chỉ vài ngày nữa mọi chuyện sẽ đổ vỡ, khi ông ấy biết chắc là sẽ không thể có nhiều thời gian và có nhiều mưu mô xảo quyệt khác để dụ dỗ Ngân, Hoa và Ly Hương được nữa. Mọi chuyện dần đã được sáng tỏ và cộng đồng mạng cũng rất cảm ơn lòng tốt thương người của Võ Ái Khanh, thầy giáo Tân, Ly Hương, Phạm Huy, em trai của Hoa và Tuấn đã mạnh dạn đứng ra bảo vệ Hoa trong lúc Hoa đã qua khủng hoảng chạy trốn ông Trần. Đúng là tai ương đã ập đến với ông Trần. Mọi người cùng chung tay đã dám nói ra sự thật, vạch mặt ông ấy, đúng là ý trời ngoài sự mong đợi của ông ấy. Cầu mong ai đó dám đưa ra mọi chuyện ra ánh sáng và luật pháp, chứ nếu trên thế gian này có nhiều người như ông Trần, chắc chắn rất nhiều người phải bị chết oan và đau khổ tới tột cùng của Trần Gian. Chỉ vì có một người mưu mô xảo quyệt như ông, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Người ác luôn cứ nghĩ mình có IQ cao, muốn làm gì thì cũng được sao. Cứ nghĩ tới chuyện của Ái Khanh, khi ông ta muốn chiếm đoạt Ái Khanh thì ông ta đã ra chiêu trò anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy mong mọi người hãy sâu chuỗi lại tất cả các câu chuyện có liên quan tới bác sĩ Trần thì chắc chắn mọi người sẽ tìm ra được câu trả lời thích đáng. Tất cả mọi người có liên quan đến câu chuyện tình này hãy cố gắng lên nhé, để cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Nếu có gì sai sót, xin anh Thuyết đừng chỉ trích em, vì em chỉ muốn nói nên những lời suy nghĩ và sự bức xúc của mình khi ông ấy đã âm mưu cho Ngân ăn lá cần sa. Và sau này sẽ một tai hại lớn khi cư xử dùng chất cần sa thường xuyên hơn, và dần dần là Ngân sẽ bị vướng vào nghiện ngập chất kích thích nặng hơn và không thể tránh xa nó được, thì làm sao mà Ngân còn tỉnh táo để mà lui lấn bé nhẫn lên người được. Chứ nếu như mẹ bé lúc nào cũng say sẩm vì chất kích thích, phải có cứ đều đều thì mọ mới tỉnh táo được, thì cho dù có sống trên một núi tiền đô thì cũng khổ sở chẳng sướng gì đâu. Thì thật là khổ cho một kiếp người. Mong Ngân nên bao giờ ăn ở bất cứ thứ gì có liên quan tới chất cần sa, chất kích thích gì khác để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Ngân, để cùng sống và hưởng thụ từng giây phút bên bé nhẫn cho đến hết cuộc đời này. Xin lời comment em hơi dài, nếu có gì không làm vừa lòng ai đó thì xin anh Thuyết và cộng đồng mạng thông cảm cho em. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn bạn Phạm Tuyên. Mặc dù lá thư của bạn viết nó không được, nó có nhiều lỗi chính tả, nhưng Thuyết sẽ cố gắng đọc để cho gửi tới cộng đồng mạng và những cái lời trình bày của bạn. Vâng, lá thư nó rất dài và ở đây thì nó có rất nhiều vấn đề để nói. Nhưng ở đây nói thật với bạn Phạm Tuyên như thế này, không phải là mình cố tình bảo vệ bác sĩ Trần. Mình chỉ muốn nói như thế này, khi các bạn muốn kết tội bác sĩ Trần thì các bạn phải đưa ra được cái lý do, đưa ra được bằng chứng, đúng không ạ? Bạn đưa ra ba cái lý do của bạn Phạm Tuyên ở đây. Một là cái chuyện là bác sĩ Trần có thể là tráo đổi con trai của Hùng và Ngân. Lý do thứ hai là cưỡng dâm Phạm Hoa. Và lý do thứ ba là coi như là cái chết của chồng của Phạm Hoa, tức là của Quân.
Nhưng ba điều này thì cái chết của Quân đã coi như là nó có pháp luật rồi, đúng không ạ? Tức là hồ sơ của Quân vẫn còn nguyên vẹn ở bệnh viện, chứ là cái chuyện này là không thể coi như bỏ qua rồi, bởi vì bây giờ có vào cuộc chăng nữa cũng không có thể gì rồi đấy. Cái chuyện thứ hai và cưỡng dâm Hoa ấy, thì ở đây các bạn thấy không, thì chính Hoa là người chưa bao giờ lên tiếng cái chuyện này đó, chỉ có mỗi em trai của Hoa thôi, đúng không ạ? Còn cái lý do thứ nhất mà bạn nói đánh cháo và con trai của Hùng và Ngân thì cái này thì coi như phải đợi chờ ở đây phải đợi chờ rất nhiều. Thứ nhất là xem là đứa con đó có phải là Hùng của Hùng và Ngân có bị đánh cháo hay không đã. Đấy, cái điều đầu tiên là bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được. Chứ bạn bây giờ bạn đưa ra ba lý do nhưng mà những cái lý do đó đều không không có một cái gì gọi là bằng chứng cả, đúng không ạ? Bởi vì chuyện đánh cháo con của Hồng và Ngân bây giờ chưa có kết quả. Nếu có kết quả đi chăng nữa thì cũng chưa thể khẳng định bác sĩ Trần, bởi vì bác ấy hôm đó là không có ở bệnh viện. Đó. Bây giờ phải có cái người, ví dụ người đánh cháo nói rằng tôi làm theo lệnh lệnh của bác sĩ Trần. Ví dụ như vậy thì mới được là ok, đúng không ạ? Còn trong chuyện của Phạm Hoa thì Phạm Hoa phải đứng ra tố cáo, chứ Phạm Hoa bây giờ không tố cáo thì ai làm cái gì được. Còn trong chuyện của Ngân ấy, là chuyện của Ngân thì chính Ngân phải tự cứu Ngân. Có nghĩa là ở đây bác sĩ Trần, cái quyền của người ta được yêu, được đến với Ngân là quyền của mỗi con người, đúng không ạ? Còn Ngân đồng ý ai là hay không là do quyền của Ngân. Chứ làm sao bây giờ chúng ta có thể là can thiệp rằng là bác sĩ Trần không được đến Ngân, không được đến yêu Ngân, đúng không ạ? Bà Hoàng Thị Yến cũng không thể làm được việc đó. Cái quyền yêu là của mỗi người. Bởi vậy chúng ta vẫn cứ nói đi nói về, nhưng mà cái vấn đề cốt lõi của vấn đề là cái bằng chứng thì vẫn chưa có, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình nói như thế này, cái chuyện ví dụ như là chú thím của Quân đến gia đình nhà của Phạm Hoa, cha mẹ của Phạm Hoa lấy tiền chẳng hạn, hai ông bà mà đó là có thể là tố cáo người kia là cưỡng ép họ để lấy tiền đấy, và chuyện này phải có một người làm chứng nữa thì mới ok. Chứ còn chính cha mẹ của Phạm Hoa ấy, mà bây giờ chỉ nói như vậy thôi, kể chuyện như vậy thôi mà không ghi âm được, không quay hình được, không có một người ở bên ngoài để làm chứng, thì coi như là ra đến pháp luật thì cha mẹ của Phạm Hoa vẫn cứ bị thua, bởi vì có ai làm chứng đâu. Đấy, cũng như bạn bây giờ mất 100 triệu nhưng bạn tự nhiên đổ oan cho một cái người bên hàng xóm và bạn chỉ nghe lời bạn thôi, thì ai có thể chứng nhận cái điều đó là cái người hàng xóm lấy tiền của bạn được, đúng không ạ? Biết đâu con trai của bạn hoặc chồng của bạn thò tay vào túi và túi áo của bạn lấy đi mất thì sao? Cho nên là cái gì nó phải có bằng chứng rõ ràng. Chứ còn nói cứ sơi sơi không để mà kết tội cho một người khác là không không được rồi. Còn mình xin nhắc lại một lần nữa với bạn Phạm Tuyên, với những bạn có ý nghĩa là mình bảo vệ bác sĩ Trần thì các bạn đã sai. Bởi vì sao? Là các bạn cứ nói thoải mái, bình luận thoải mái, và bình luận nào mang tính chất đóng góp thì thuyết đọc vậy thôi. Những lá thư của bạn Trắc Nguyễn là phản đối bác sĩ Trần kinh khủng, đúng không ạ? Lá thư của chị Du Lê Chu hoặc là nhiều lá thư khác mình vẫn cứ đọc phản đối bác sĩ Trần, bởi vì cái cơ bản nhất là các bạn phải đưa ra cái bằng chứng. Bạn Trắc Nguyễn coi như là ủng hộ Ngân, coi như với Hùng, nhưng mà trong khi đó thì thật sự ra là chẳng có nghĩ gì đến chuyện tám trang. Và cái thứ hai nói với bác sĩ Trần là âm mưu loại âm mưu kia, nhưng mà bằng chứng thì vẫn chẳng có đưa ra gì để mà thuyết phục được cả đấy. Tất nhiên nói đến như thế này là không công bằng với bác sĩ Trần, đúng không ạ? Cho nên ở đây là coi như bây giờ các bạn thử nghĩ xem, nếu bạn tự đặt mình vào cương vị của bác sĩ Trần thì các bạn sẽ biết rằng là chính bác sĩ Trần là người thiệt thòi nhất trong câu chuyện tình đang diễn ra, bị rất nhiều người nói nọ nói kia, nhưng mà bác sĩ Trần lại có một cái đặc tính là không cãi đi cãi về gì cả. Và nói tóm lại trong câu chuyện này, chúng ta bắt buộc phải đợi chờ mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ hai của Thuyết trong ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Thuyết xin chân tình cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn ở những video sau.